Rồi ok, hello anh em, hey, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P nha. Và hôm nay thì bác nông dân đã có mặt ở 60GT luôn anh em. Nhưng mà không phải là mình về đây đánh nha anh em, về thấy quá ai được toàn các bot thôi. Mà hôm nay mình sẽ đi review account của một bot Việt Nam có tên là GT Jaxa. Đấy, bot này thì mình đã từng nói với các bạn mấy lần rồi. Nick này thì là một trong các nick của bot thôi. Tôi thấy bot này ít nhất là phải hai nick trên 20B điểm tiêu diệt đấy. Thì chúng ta sẽ cùng xem là ở trong 60GT thì có cái gì này, nick Jaxa này khủng ra sao, cũng như là liệu sau cái kỳ KVK thất bại trước 1093 thì 60GT họ chuẩn bị có cái ý định gì nhá anh em. Số ngày bị game chơi liên tục của quả nick này là 1905 ngày nha, và hiện tại đang có cấp VIP là VIP 18. Xem về những cái rương độc quyền VIP ở đây thì đã mua tất cả các rương có trên màn hình nhá anh em, không bỏ sót một rương nào luôn. Và hiện tại mặc dù đã hết KVK rồi nhưng mà nick này vẫn đang còn dư rất là nhiều tài nguyên. 5 tỷ tư vàng là cái mà mình chú ý nhất, rất là khó để pha được từng này vàng đấy. Với lại 5 tỷ 7 đá, 189.000 game, gỗ cũng còn 1 tỷ 8 nha. Tiếp đó đến với hồ sơ thống đốc thì hiện tại điểm tiêu diệt là 25 tỷ 8 nha các bạn. Thì đầu KVK nick này 20 tỷ nha. Như vậy trong một mùa KVK 1093 nick đã kiếm được hơn 5 tỷ rưỡi điểm tiêu diệt. Nền văn minh thì đang sử dụng là nền văn minh Pháp, sức mạnh là 82 triệu thôi. Ở liên minh là 60GT này. Về chỉ số KVK tham gia 2 lần, được 1 lần hồng đồ và lần tiêu diệt nhiều nhất là 181 triệu và chữa lành nhiều nhất 127 triệu. Ở hy sinh nhiều nhất 2,3 triệu thì tôi thấy cũng không quá là cao. Tuy nhiên thì cái hệ số chữa lành so với tiêu diệt đấy mình đánh giá khá là cao. Có lẽ đối thủ của 60GT luôn luôn khó đúng không? Tiếp đó về chiếc rương của thần Osiris thì hiện tại nick này đã win 43 trên 58 trận. Rank Olympia tương tự là cũng không đánh. Tuy nhiên thì đoàn cao nhất hiện tại là tông sư siêu phàm 1. Về phần thông tin thêm, wow, sức mạnh tối đa 170 triệu anh em, cao vãi cả nồi. Chết 67 triệu 2, thu thập tài nguyên là 25 tỷ 4 và hỗ trợ tài nguyên là 61 tỷ 2 nha. Chết rất là nhiều anh em, mấy nick mà chết vài chục triệu như này đa số toàn nick big boss không. Về đội quân, hiện tại nick đang có bị che mất rồi. Đây 2 triệu 796.000 lính với 593.000 bộ T5 này, hơn 700k kỵ T5 và hơn 700k cung T5. Ở xe T5 6.000, lính T4 một ít này. Ngoài ra có một ít xe T2 và T1 để đi farm. Trông cái bảng đội quân rất là gọn gàng đúng không? Ở ngoài thì mình thấy là Nick đang sử dụng cái nhà skin KVK1. Đây là bên trong giao diện thành phố. Ở đây mình thấy đang chữa lính nhưng mà chưa nhận. Tôi phải cẩn thận không tôi ấn nhầm vào. Okay. Khả năng là cũng đang giảm power cho 60GT luôn. Đấy, thành phố thì có dát một vài viên gạch dát vàng ở đây để tô điểm thêm. Cũng khá là đơn giản. Rồi đến với tòa thị chính. Nick sở hữu hiện tại là 46 trên 96 skin nhà của game. Và mình sẽ tiếp tục đến nhà huyền thoại nha. Một nhà hoàng hôn buông xuống này. Một nhà vườn treo Babylon. Rồi chúng ta cùng xem thật cẩn thận nhá anh em. Hy vọng là mình không bỏ sót cái nhà nào. Mình mới thấy được có hai nhà huyền thoại thôi. Rồi dưới này chúng ta có thêm một nhà là mê đường thúy ảnh, phòng thủ kỵ binh cộng 15%. Ồ như vậy là nick này hiện tại có 3 skin nhà huyền thoại nhá anh em. Mình sẽ xem thật kỹ lại một lần nữa. Tại vì đa số skin nhà tím thì mình nhìn mình đều quen mặt hết rồi đúng không? Như vậy nick này có 3 nhà huyền thoại nha anh em. Đó. Ok, khả năng cao là tập trung vào chỉ huy nhiều rồi. Đây là một chỉ huy nha các bạn. Sức mạnh này huyền thoại. Đầu tiên là Alexander Nevsky. Hiện tại chúng ta có 8 món trang bị cam. Talent 7 món. Có một cái nhẫn tận thế ở đây chưa có talent. Áo hiện tại cộng 2, tay cộng 2, quần cộng 4. Vũ khí KVK và nón KVK có talent luôn, set kỵ khá là xịn. Về vũ trang của Nevsky chúng ta có mọi thiệt hại 2%. Wow, 3 dòng kỵ binh lên tới là 24.7 chỉ số kỵ. Về minh văn, ở đây chúng ta có một minh văn thợ săn nhá anh em, minh văn huyền thoại này. Một cái vừa vặn tăng máu, lính gác chịu ít sát thương đi khi đồn trú à. Phi thường và cứng cựa, ok, vũ trang Nevsky rất xịn. Kiểm tra về chỉ số của Nevsky, hiện tại tiêu diệt là 60 triệu người. Và tiêu diệt người dã man là 619 triệu nha các bạn. Dồn vào đây 632 chọc. Đến với vị tướng thứ hai chúng ta có ở đây là Gia Cát Lượng nha. Gia Cát Lượng thì đồ thậm chí là còn nhiều talent hơn Nevsky. Tuy nhiên thì chưa có biểu trưng được một món nào. Và nón và vũ khí thì chỉ là cái nón và vũ khí của set hàm rồng thôi. Không phải đồ KVK. Về vũ trang của Gia Cát Lượng có tới 2 minh văn huyền thoại. Wow. Chỉ số cung ở đây là 29.4, có một cái minh văn cân bằng, các bạn sẽ được tăng cái kháng sát thương thường của đội quân lên 3.5 và khi mà đạt 80% thịnh nộ thì đội quân sẽ gây ra thêm 8% sát thương kỹ năng trong 3 giây. Nghe cũng khá là ngon nhỉ, với minh văn thợ săn thì quá quen rồi. Minh văn vừa vặn tăng máu và hấp tấp tăng tốc độ hành quân, cũng kiểu hấp tấp và chạy nhanh hơn đúng không?
về chỉ số của Gia Cát Lượng, hiện tại chúng ta có đã tiêu diệt được 47.4 triệu này, và tiêu diệt người dã man cũng rất là gớm nha, hơn 2 tỷ điểm. Wow, siêng kéo man phết. Có Quan Vũ hiện tại cũng đã max skill luôn. Quan Vũ thì có set đồ cũng khá xịn nha anh em. Dây cộng 5 này, vũ khí cộng 2, talent 7 món, sừng thịnh nộ chưa có talent. Về vũ trang Quan Vũ chúng ta có mọi thiệt hại 4.9. Wow, cao thế. Với lại ở đây là mấy dòng bộ binh, mình thấy là được khoảng hơn 14%, 13-14% mình lấy chỉ số bộ binh. Minh Văn combo này, nâng đỡ, nhận 1% sát thương thường gây ra. Đội quân của người trang bị tăng 3.5 phòng thủ này, với bền bỉ tăng 3% sát thương phản công. Quan Vũ cũng xịn nha. Ở Quan Vũ thì tiêu diệt được là 79.9 triệu người rồi. Tiếp đó có HKB cũng đã mắc nha anh em. HKB hiện tại thì mặc một set đồ kỵ binh cộng 1 thôi, cũng ta lần 7 món. Có một cái nhẫn tận thế ta lần cho kỵ binh, với một cái phụ kiện còn lại là lưới Mora. Ui, ấn vào đây thấy nhìn phụ kiện thấy lắm quá anh em. Về vũ trang của HKB chúng ta có tổng 3 dòng kỵ này. Tấn công kỵ 8.6, phòng thủ kỵ 10.1 và sức mạnh kỵ binh 9.1. Ở Minh Văn cường tráng tăng thủ 3.5, Tuấn Mã tăng tốc độ hành quân và Khước Từ tăng sát thương phản công. HKB hiện tại tiêu diệt được là 39.9 triệu người nha anh em. Nhiều thế. Có Lưu Triệt, đấy, Lưu Triệt cũng mặc đồ luôn. Lưu Triệt hiện tại cũng có một set bộ binh. Cái giày CO này cũng cộng 5 luôn nha. Ta lần được 6 món và cũng có thêm một cái dao găm ẩn có ta lần bộ binh. Wow. Vũ trang của Lưu Triệt, đội hình vòm, mọi thiệt hại 5.2. Ba dòng bộ binh ở đây là hơn 20% rồi, với một cái Minh Văn quả quyết tăng thêm 2% sát thương khi ngoài đồng. Ui, cái Minh Văn này kết hợp với cái mọi thiệt hại là lên được gọi là 7.2 chỉ số mọi thiệt hại rồi, rất khủng nha anh em. Lưu Triệt này bổ cái là thốn tận rốn rồi đấy. Lưu Triệt hiện tại cũng đã tiêu diệt được là 45 triệu người này. Okay. Rồi tiếp đó chúng ta có Boudica. Boudica hiện tại có mức skill là đã mắc, và trang bị ở đây chúng ta có một set hàm rồng, chưa có quá nhiều talent nha, có được cái nón, cái quần và cái giày. Về vũ trang của Boudica chúng ta có mọi thiệt hại 1.2. ba dòng cung ở đây là được hơn 22% chỉ số cung nha. Với vội vã này, nhận 15% tốc độ hành quân sau khi rời trận, thù hận này, khát chiến, và có một cái Minh Văn hiếm là tăng kháng sát thương thường của đội quân lên 3%. Boudica thì hiện tại đã tiêu diệt được là 30 triệu người. Tiếp đó chúng ta có Hạng Vũ. Đây là con tướng thứ 7 có mặc đồ, có một cái nón kỵ binh có talent, quần cho tàn bình binh có talent. Sử dụng sách báo thù cho Hạng Vũ. Có lẽ là Hạng Vũ báo quá nên dùng sách báo thù để tăng sát thương phản công, cũng hợp lý đúng không? Về vũ trang của Hạng Vũ, chúng ta có 3 dòng kỵ binh ở đây. Thấy là cũng được hơn 25% chỉ số kỵ rồi, với Minh Văn bình tĩnh và Minh Văn kim loại. Về Hạng Vũ thì cũng đã tiêu diệt được là 38 triệu người nha anh em. Rồi đến Cha Gian nào. Wow, Cha Gian thì vẫn đang còn 3 món đồ cam nữa. Một cái nón bộ binh KVK, một cái áo bộ binh và một cái tay bộ binh talent lãnh đạo đó nha anh em. Ok, dưới này bắt đầu là hết đồ rồi các bạn. Đây là Attila này, Hidora, Ad, wow, Zanzitka. Đấy, sẽ đến một số con hot hot thôi nhá. Có Chandragupta này, ở Gigamet. Dưới này có thêm SCPO. Ở đây mình xem có Richard kéo man nhiều không. Richard 2 tỷ 2 điểm man rợ này, max skill luôn. Có Takeda này, Doan, rất nhiều tướng anh em. Ramses, William, rồi Nebu này, Constantine. Wow, có cả Ji Sun Sin này, đây Herman mới ra cũng mắc luôn rồi này. Okay. Có Tarik hiện tại 5241 chưa mắc nha anh em. Rồi, dưới này là Hannibal Baksa. Đấy. Còn ở Justinian đang 5323. Zadwiga 5511, Henry 5521. Tướng mắc rất nhiều các bạn, mình sẽ đếm thử nhá. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 này, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42. 43. 43 tướng cam mắc các bạn. Đó, nhưng mà nick này đa số mắc tướng đánh đồng nhiều, đúng không? Ki thì mình thấy là cũng có một số ôn ki đẹp, nhưng mà ở nhìn chung là thiên nhiều về đánh đồng hơn. Ok, mình sẽ xem mục đạo cụ nha. Đây, chúng ta có mục đạo cụ nha anh em. Hiện tại thì nick này mình thấy là điểm VIP rất là nhiều luôn, đã VIP 18 rồi mà còn dư cực kỳ nhiều các bạn. Ở số lượng điểm VIP này chắc một phần tới từ nạp và một phần tới từ hit rương của 1960 nữa. Đấy, túi tài nguyên trong người, đấy cũng không phải là vô tận giống như anh em nói đúng không? Nhưng mà nó cũng nhiều đấy anh em. Chỗ này là 11.000 cái 500.000 lúa này, 11.000 cái 500.000 gỗ, 21.000 cái, gần 22.000 cái, 375.000 đá. Nói chung là tài nguyên rất nhiều. Đây là mục tăng tốc, để xem có thật sự là tăng tốc vô hạn không nhá. Ui,
tăng tốc là gần hết rồi nha anh em. KVK vừa rồi chiến quá mà. 1.400 cái tăng tốc 60 phút, 600 cái 3 giờ, tăng tốc chữa thương còn rất là ít nha anh em. Vẫn hết tăng tốc bình thường nha các bạn. Đây là mục tăng mạnh này, kho dự trữ hiện tại đã hết. Có búp tăng quân 50%, 20 cái. 113 cái mở rộng đội quân 25%. Tăng thủ 10%, 10 cái và tăng công 10%, 18 cái. Về mục thiết bị, nick này thì đồ rất là khỏe nha các bạn. Ở đây mình sẽ đếm số đồ talent cho anh em nhé. 1, 2 này, cộng với 3 là 5, cộng với 2 là 7, 2 nữa là 9, 4 nữa là 13, 4 nữa là 17, 17 với đây 2 là 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 cộng với 3 là 29 đúng không, 29 cộng 4 là 33, 34, 35, 36, 37, ui, 38, 39, 40, 41 món cam ta lần các bạn, khủng khiếp thật sự. Nick này rất là nhiều phụ kiện nha, 1, 2, 3, 4, 2 cặp nhẫn sừng có ta lần với 2 cái dao găm ta lần bộ binh hết luôn. Đồ đạc rất khủng nha anh em. Rồi thiết bị ở dưới này mình thấy là cũng không còn quá nhiều vật liệu. Đây là mục khác, có hai cái minh văn tím. Ủa không, chắc tôi review nick của bot nào cũng hai minh văn tím. Các bot thì như mở minh văn hơi đen. Đây là mục khác. Này có một số cái vé số lung linh này, dùng để nạp tiền ở bản quốc tế nha. Hiện tại thì mình đang xài bản quốc tế trên giả lập BlueStacks. Anh em có thể tải ở dưới phần mô tả video này. Rồi, bình AP thì mình thấy là còn không quá nhiều. Đây có một cái nhà huyền thoại vương miện vinh quang. Cái này là phòng thủ bộ binh 15%. Tuy nhiên nó lại là cái nhà 30 ngày. Có một cái viền tên kim tự tháp vàng. Cái này là cái khung cho liên minh Osiris mùa 2. Được thưởng cho một số ít liên minh may mắn lọt vào vòng loại trực tiếp. Nhưng mà mình không hiểu tại sao lại bị trừ 1 các bạn. Tức là thế này, thông thường những cái món đồ bạn nạp tiền vào game ấy, thì khi các bạn hoàn lại ấy, là nó sẽ trừ đi nha. Nhưng mà ở đây ấy, mình thấy là cũng trừ một cái skin nhà luôn. Cái đền Kanak trừ 1. Nhưng mà cái đền này nãy tôi thấy ở trong cái chỗ mà skin nhà ấy cũng có nha anh em. Ảo ma thật sự. Chọc vàng còn dư 1160 chọc này. Kiểu nick này xong rồi Lilith quay xe đòi lại nhà hay như nào ta. Đúng kiểu siết tài sản ngoài đời. Ok, hiện tại nick này vẫn còn trong KVK, dư 22 triệu pha lê. Mình sẽ xem thử những đạo đang dùng để đánh nhau. Đạo đầu tiên là Boudica Nebu. Đạo thứ hai là Gia Cát Lượng Herman. Đạo thứ ba là Quan Vũ SC. Đạo thứ tư là con Nepki Doan. Đạo thứ năm là HKB Di Song Di à? Wow. Và đạo thứ sáu là con Hạng Vũ William. Và đạo thứ bảy chúng ta tiếp tục có là Lưu Triệt Alex nha anh em. Rồi dưới này là những đạo kéo man thôi và những đạo pha. 7 đạo trong KVK vẫn là còn dư 22,8 triệu pha lê. Như vậy đích này nạp cũng rất là nhiều về khoản pha lê nhá. Rồi ok, một khi đã đến 1960 thì không thể thiếu đặc sản là kiểm tra về cái phần quà tặng được. Đó, tôi đã thử hít rương vàng anh em. Đây, đây là rương cấp 50 xem mở được bao nhiêu tiếng tăng tốc nào. Ui đẹp thật sự. Ngon, 22 cái tăng tốc 60 phút. Nice. Rồi, đây là rương vàng nha anh em. Boss boom 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 này, 3 rương nha các bạn. Ngon. Đó, tiếp tục là rương vàng này. Hôm trước tự nhiên có mấy ông mình cứ bảo là ở 1960 là ngày nào cũng phải mấy trăm rương vàng là không có đâu anh em. Ngày tôi thấy mấy chục là đã khủng lắm rồi. Còn đợt nào mà kiểu đánh đèo các thứ ấy thì tôi nghĩ là mới nhiều rương vàng thôi hoặc có event. Đây rương vàng rất là nhiều anh em. A2 Time này. Boom 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 với A2 Time là cũng mới bay về 1960 đấy. Nạp rất là gớm nha. Nói chứ ngày cứ hít hết đống rương này cũng chả cần rương vàng các bạn. Rương gì cũng được, các bạn cứ hít hết đi để cũng đầy điểm VIP với tăng tốc. Nhưng mà anh em vừa xem xong quả nick này ấy, các bạn thấy là tăng tốc ấy, rõ ràng đâu có nhiều đâu, đâu phải là kiểu vô hạn đâu. Nói chung là tăng tốc cũng có hạn đấy các bạn, tài nguyên cũng thế thôi. Rồi bây giờ mình sẽ xem một chút về cái chỉ số KVK này. Không biết là đã có thông tin KVK này khi kết thúc chưa. Ở đây thiên đỉnh sức mạnh trước đi, thiên đỉnh sức mạnh hiện tại 1960. Tôi nghĩ là 1960 sẽ ăn 10 trên 10 skin nhà thôi đúng không? Mấy ông này úp lên thì tôi nghĩ là không dám đua tiếp. Hiện tại đã có một boss úp lên 50 triệu rồi này. Boss top 2 33 triệu, top 3 30 triệu. Ở tầm này các boss úp lên không ông nào dám chống được các bạn. Rồi đây là KVK, hiện tại thì KVK do chưa kết thúc hết nên là mình cũng không có xem được cái thành tựu KVK. Kiểu như ai tiêu diệt nhiều, ai chữa thương nhiều ấy. Mình sẽ xem về top danh dự đi. Hiện tại top danh dự cụm này top 1 đang là 1093, 572 ngàn. Mình sẽ xem top 20 ở cụm boss thì có cao không.
Đây, top 20 danh dự ở cụm 1960 hiện tại là 351.000 và đang được sở hữu bởi người chơi từ cái đầm 1123. Đây là cái trại góc 12 giờ không được chơi game nhá anh em. À, chỉ có farm với kéo man thôi. Gần như là chơi trong zone 4 rồi đấy. Cheat Gu này, Cheat Gu top danh dự cũng khá là cao. KVK này hiện tại cái nick Jaxa này cũng đã chết là 3 triệu 5 lính nhá. À, chết rất nhiều các bạn. Wow, toàn T5 thôi. Rồi xem thử một chút về cái bảng xếp hạng nhá. Hiện tại thì sức mạnh Liên Minh nó 60 GT đang còn 15 tỷ 6 điểm sức mạnh. Ở tiếp đó là 1093 13 tỷ 1. Ở top 3 là SW 2605 12 tỷ 2. Ở SW thì hôm trước mình đã làm video rồi. Bên này đã thông báo là sẽ giải tán nha anh em. Top 4 là 1093 này. Đó. 2620. Đây 11 tỷ 5 điểm sức mạnh nhá. Nhìn về pound thì có vẻ không chênh lệch lắm nhưng mà lát nữa các bạn xem về Q-Point các bạn sẽ thấy chênh lệch rất là nhiều. Hiện tại về kỹ năng Liên Minh thì 60 GT top 1 nha với 3.126 tỷ điểm tiêu diệt các bạn. Top 2 1093 1.662 tỷ này, top 3 1.002, top 4 1.000 và top 5 là 897 tỷ nha. Nhưng mà anh em có thể thấy là cái khoảng cách chênh lệch nó rất là lớn đúng không? Cái clan top 6 là PX20 này chỉ có 285 tỷ điểm thôi với cái sức mạnh lên tới là 11 tỷ rưỡi. Không quá bất ngờ đúng không? Khi mà chúng ta thấy gọi là 12 sứ quân không đánh được nhiều trong KVK này. Mấy ông này ra đánh thì tôi không biết là đánh kiểu gì luôn đấy. Lilith xếp cho quả map. Nhìn chán đời luôn Q-Point. Ghê thật, 960 Q-Point 3.000 tỷ điểm tiêu diệt nha anh em. Rồi, về kỹ năng cá nhân hiện tại cao nhất đang là Otno. Otno đã lên tới 72 tỷ điểm tiêu diệt rồi. Top 2 là Amat Aziz 64 tỷ 4 này. Đây, Otno 150 triệu pound, chắc là mới úp thiên đỉnh. Amat Aziz này 103 triệu. Top 3 là GT Avic ở 63 tỷ 8, sức mạnh 212 triệu. Top 4 là Leopard 59 tỷ điểm tiêu diệt, sức mạnh còn 187 triệu nha. Nick này tụt pound rất là khủng. Nói chung là đợt này cũng khô máu hết rồi. Top 5 là cái nick EE này cũng 53 tỷ điểm tiêu diệt. Và Luffy Pony này 2605 44 tỷ điểm tiêu diệt. Rất khủng nha anh em. Và các bạn nhìn cái điểm tiêu diệt. Cái nick của chúng ta điểm tiêu diệt 25B mà hiện tại đang còn tận top 54 các bạn. Mình đã xem thử top xem nào. Top 500 cụm này đi xem điểm tiêu diệt bao nhiêu để chúng ta dễ so sánh về mức độ khủng nha anh em. Để các bạn dễ hình dung thì bác nông dân hôm qua mới cán mốc 7 tỷ 1 điểm tiêu diệt thì các bạn. Tính ra nếu mà tôi mà ở đây tôi sẽ rơi vào tầm top bao nhiêu ra. Đây, nếu mà bác nông dân của chúng ta mà ở cụm này thì sẽ rơi vào tầm top 400 điểm tiêu diệt nha anh em. Khủng khiếp thật sự. Đây, các bạn nhìn này. Top 500 điểm tiêu diệt cụm KVK này, 6 tỷ điểm tiêu diệt nha anh em. Mình sẽ kéo thử xuống top 1.000 luôn đi. Tôi rảnh mà anh em, tôi có thời gian mà tôi ngồi tôi kéo thử xem là cái cụm này tiêu diệt gớm như nào. Rồi, top 700 rồi. Để xem như nào nào. Rồi, kéo mãi không đến nơi anh em ạ. Ok, top 1.000. Hiện tại thì top 1.000 điểm tiêu diệt của cụm 1960, 1093 đang là 2 tỷ 3 điểm tiêu diệt nhá. Có nghĩa là anh em nào mà chưa có điểm tiêu diệt trên 2B thì các bạn còn nằm ngoài top 1.000 ở cụm này. Thật sự là quá khủng khiếp, một cụm quá chiến nha anh em. Rồi thì khi mà gửi cái nick này cho mình ấy thì cái nick GT Jaxa này thì bạn ấy cũng có chia sẻ thêm đó là thấy bảo là 1960 ấy sau KVK này khả năng là sẽ xóa lính và tuyển thêm một clan thứ hai và về để phục thù 1093 anh em. Đó còn cái việc mà Leopard có bán nick hay không cái gì đó ấy thì mình không biết là có ảnh hưởng Kingdom không. Nhờ 1960 rõ ràng họ đang có một cái ý chí gọi là phục thù 1093 rất là nhiều. KVK sau nếu mà thật sự tuyển được thêm một clan nữa thì chắc là 1960 sẽ quá mạnh luôn anh em ạ. Còn hiện tại đang ở trong zone 4 rồi, không có ra ngoài được. Rồi ok anh em, và có lẽ là video của mình cũng kết thúc ở đây thôi. Một trong những cái nick rất là khủng đúng không? Và tới từ Liên Minh có thể nói là mạnh nhất game ở thời điểm hiện tại rồi. Mạnh nhất game từ trước đến nay luôn đấy. Chưa có một Liên Minh nào mạnh hơn 60 GT trong tựa game Rise Kingdom nhá. Và không biết các bạn có cảm nghĩ thế nào về quả nick GT Jaxa đó. Chứng tỏ là bot Việt Nam đâu có thua gì các bot quốc tế đâu, cũng rất là chịu chơi. Ở 60 GT chơi bình thường, đánh một mùa 5B điểm tiêu diệt quá gớm nha. 5B điểm tiêu diệt với mất 7 năm tăng tốc nha các bạn, cũng không hề dễ ăn đâu. Rồi và chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video review các bot mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.